Chào các bạn, hôm nay thì theo như ý kiến của nhiều người, tôi làm hướng dẫn các bạn, tôi sẽ làm cái video hướng dẫn các bạn là khắc chữ lên dưa hấu trong ngày Tết hoặc bất kỳ những ngày khác. Cái cách tôi hướng dẫn các bạn hôm nay sẽ là cách đơn giản nhất mà các bạn có thể làm được và gần ai cũng có thể làm được. Ở đây bộ dụng cụ tôi sử dụng đến là gồm có bộ cạo vỏ mà hiện tại đang có bán ở trên trang website là nghethuatbep.com và bộ xúc tỉa cơ bản. Và ngoài ra thì ở đây tôi còn sử dụng tới là cây móc tỉa. Móc này là móc ở đấy trên đấy, website nghethuatbep.com là nó có mã số là 00322. Thì hiện tại thì tôi rất thích cái. Thì ở đây thì các bạn có thể sử dụng bút để vẽ lên dưa trước, vẽ lên dưa rồi bắt đầu làm. Thì ở đây thì để cho thời lượng nó đỡ phải tiết kiệm, nó đỡ phải dài, thế nên tôi đã vẽ trước lên sân dưa. Và ở bước kế tiếp thì các bạn chỉ cần sử dụng cây móc để móc cạo để các bạn có thể cạo được nó. Thì trong cái bộ cạo này thì nó có sử dụng cái móc này là móc về nhọn tam giác, các bạn có thể sử dụng cái móc này ok, nhưng với tôi thì tôi lại thích sử dụng cái móc này hơn, bởi vì cái móc này tính ra thì nó là tính chuyên nghiệp của nó là cao hơn bộ cơ bản này. Thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn qua với các bạn có thể đi chữ, đi các nét của nó theo đường các bạn đã viết vẽ lên. Tương tự như thế, các bạn có thể vẽ được lên, các bạn đi hết tất cả các đường của dưa. Nhưng vì ở đây tôi đã vẽ sẵn rồi nên tôi có thể tiến hành đi luôn cho các bạn sẽ thấy. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng luôn những cái móc cạo này. Ở đây có rất là nhiều móc cạo, móc tam giác, móc tròn, các loại móc tròn to nhỏ các kiểu. Thì với kiểu này, thì với những cái móc này tôi sẽ tiến hành cạo vỏ quả dưa luôn cho các bạn thấy. Ở đây tôi sẽ cạo luôn, các bạn sẽ thấy phần vỏ xanh đã được cạo đi. Ở đây là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cạo là cho chữ màu xanh và nền của nó là màu trắng. Với bộ móc này thì gần như là các bạn cạo rất là ok, nó rất là tốt, đi rất là mượt. Và các bạn lưu ý là trên thị trường thì vẫn có rất là nhiều loại, nhiều người chào bán với rất là nhiều loại móc và cạo để làm vỏ dưa, nhưng gần như là đều sẽ không sử dụng được, vì mình cũng là một người đã bán dụng cụ cắt tỉa cho nên mình biết rõ là chất lượng của loại nào tốt và loại nào xấu. Thì hiện tại thì có rất là nhiều loại, thì có một số bộ như là bộ móc thú chuyên dụng, bộ đấy dùng cũng khá rất là ok nhưng mà nó khá là đắt tiền cho các bạn. Thì ở đây các bạn chỉ cần sử dụng những cây móc cơ bản này thôi thì các bạn đã có thể tạo ra được một tác phẩm tốt. Các bạn lưu ý là ở đây là tôi hướng dẫn các bạn làm cách làm cơ bản nhất nhé, để các bạn có thể tạo ra được một tác phẩm. Còn độ cầu kỳ và độ đẹp thì sau này các bạn sẽ tự học dần lên. Thì lúc đấy các bạn sẽ có thể làm được những tác phẩm đẹp như những tác phẩm ở trên mạng các bạn đã thấy. Các bạn cũng có thể theo dõi rất là nhiều video của tôi đã làm, đã sưu tầm thông qua website là nghethuatbep.com hoặc fanpage Facebook là Nghệ Thuật Bếp.
Với những mặt có diện tích lớn thế này, các bạn có thể sử dụng những cái đầu lớn thế này. Vì tôi cũng không có kỹ thuật dựng hình video nhiều cho nên tôi đành phải quay chi tiết thế này và không cắt bỏ các đoạn cho các bạn để các bạn xem nhanh được. Các bạn chịu khó tua video nhé. Tôi khuyên các bạn là nên mua bộ dụng cụ cắt tỉa này ở website nghệthuatbếp.com nhé, vì ở website này khá là uy tín và ngoài ra thì nó có đầy đủ các tem nhãn mác để bảo có thể cung cấp cái độ uy tín cho sản phẩm của các bạn, cho cái dụng cụ của các bạn mà không bị những cái trường hợp như bán hàng qua mạng lừa lọc khiến cho các bạn mua được hàng chất lượng kém nhé. Ngoài ra các bạn ở khu vực Hà Nội có nhu cầu học về cắt tỉa củ quả có thể liên hệ qua fanpage của mình là Nghệ Thuật Bếp. Thì bởi vì mình vẫn có tổ chức hướng dẫn dạy cắt tỉa free hàng tuần vào chủ nhật hàng tuần, các bạn có thể liên hệ với mình để học cắt tỉa free. Mình luôn luôn cố gắng để hướng dẫn các bạn những bước cơ bản nhất và hướng dẫn truyền cho các bạn những cái đam mê về cắt tỉa để các bạn có thể theo được bộ môn nghệ thuật này. Quên mất một điều. Các bạn cần có một ly nước để các bạn có thể rửa dụng cụ thường xuyên nhé. À, đây là dụng cụ để các bạn lau rồi. Ở những góc cạnh này các bạn nên sử dụng những cái móc tam giác nhé. Những cái cạo tam giác này các bạn sẽ dễ làm hơn. Hoặc những cái đầu móc nhỏ tròn nhỏ này. Nó cũng giống như những chiếc bút rất là nhỏ để cho các bạn có thể làm được những chi tiết.
bạn cũng có thể theo dõi trên Facebook của mình là Ngọc Sơn Kevin nhé. Ở đây mình làm chữ phúc và cũng đang dần dần lộ ra chữ phúc cho các bạn rồi đây. Các bạn hãy nhớ là trên thị trường hiện tại cũng có rất là nhiều mặt sản phẩm tương tự như thế này, nhưng mà như bộ móc, bộ cạo này, nhưng mà đều là sản phẩm tự chế. Và gần như sản phẩm tự chế đấy của thì gần như đều không tốt. Các bạn sử dụng nó chất lượng gần như là rất là kém. Các bạn chỉ có thể sử dụng được 1-2 lần hoặc gần như là không sử dụng được khi các bạn mua về. Và rất là lãng phí, nó không được đa di năng. Trong cái bộ cạo này thì các bạn có thể rất là đa di năng khi các bạn sử dụng để cắt tỉa hoa quả, cắt tỉa rất là ok. Và các bạn có thể sử dụng để tỉa thú, chim thú các kiểu, tỉa những con chim, con rồng, hay là tỉa hình mặt người, hay là tỉa những con chim bằng củ cà rốt. Các bạn có thể sử dụng bộ cạo này để tỉa ok. Như các bạn đã thấy, chữ phúc của tôi đang bắt đầu hiện lên này. Đây, tôi đang làm nhanh để giảm thời lượng video, cho nên là có thể một số chi tiết nó cũng không được đẹp hay là kỹ lắm. Chủ yếu là các bạn hãy xem cách của tôi làm thôi. Còn về tác phẩm thì các bạn cần phải nắm nốt và làm thật cẩn thận tỉ mỉ cho những tác phẩm đầu tiên của các bạn. Vâng, đây chữ phúc của tôi nó đã được hiện ra. Và bây giờ tất nhiên thế này vẫn chưa được đẹp, thì các bạn cần phải làm để cho nó lộ hẳn ra cái tác phẩm cho nó đẹp. Thì đây, các bạn sử dụng cây móc này với tiết diện lớn này, các bạn có thể cạo hết những phần lớn này ra. Và các bạn cũng có thể sử dụng cái móc này để các bạn đánh bóng quả dưa cho nó bóng lên. Và các bạn hãy nhớ luôn luôn rửa dụng cụ của các bạn sau khi các bạn sử dụng, để đảm bảo cho dụng cụ của các bạn sử dụng được lâu hơn và bền hơn. Các bạn đã làm có thể làm nổi nó lên. Và để tránh cho quả dưa của các bạn bị đơn điệu, thì các bạn hãy làm cho tôi một cái đường viền ở ngoài, hoa văn ở ngoài. Các bạn đã có thể làm hoa văn viền xen kẽ ở ngoài thì rất là đẹp. Tôi sẽ làm mẫu cho các bạn luôn. Ở đây, với những người mà không có những cái bộ chuyên dụng một tí, các bạn có thể sử dụng bộ xúc cơ bản này. Các bạn đi cho mình đường viền ở ngoài.
trong bộ súc cơ bản này ấy, thì các bạn có thể sử dụng cái súc V, các bạn đi được, đi rất là dễ. Nhưng ở đây thì mình lại thích cái móc chuyên dụng này hơn, vì nó khá là tiện lợi và dùng rất là thuận tiện cho các bạn. Thì bộ với cái móc V này thì ở trên website nghệthuatbếp.com thì có đánh mã số là 0032 nhé, các bạn có thể chú ý nhé. Với giá của cái móc này rơi vào tầm 150.000 cho tới 170.000. Và đi rất là nhanh và dễ điều khiển cho các bạn. Các bạn nhớ đi rất là nhẹ nhàng, đừng có đi sâu quá, sâu quá khiến cho quả dưa các bạn sẽ nhanh hỏng hơn. Còn các bạn đi nhẹ nhàng và từ tốn thì các bạn có thể để được quả dưa này rơi vào tầm từ 10-15 ngày tùy theo thời tiết của các bạn. Các bạn đi tiếp cho mình đường đi thứ hai song song với đường thứ nhất. Và có một giãn cách rơi vào tầm 1-1.5 cm. Xong, khi chúng ta đã được hai viền này thì bây giờ các bạn có thể tiến hành cạo tiếp những cái phần đang còn dang dở này ra. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu làm. Với cách làm này thì gần như là dao của các bạn không đưa vào quá sâu ở trong lớp quả dưa. Nó gần như là nó chỉ nằm ở phần vỏ của dưa. Nên quả dưa của các bạn luôn có thể để được tầm từ 10 đến 15 ngày. Và nếu như các bạn làm tỉ mỉ và cẩn thận, có khi các bạn còn có thể để rơi vào tầm là 20 ngày. Rất tốt cho các bạn sử dụng trong việc là trưng bày ngày, trưng mâm ngũ quả ngày Tết hay là thắp hương trên bàn thờ. Hoặc bạn nào có người yêu cũng có thể là muốn làm tặng người yêu, cũng có thể sử dụng phương pháp này làm để khắc tên tặng người yêu cũng được. Các bạn nhớ nhé, các bạn có thể đánh bóng nó lên nhé. Có một số bạn hỏi mình việc làm sao mà thấy quả dưa người ta đánh được bóng rất là bóng, cứ nghĩ là người ta có thể quét một lớp keo hay là phun một lớp gì đấy lên. Mình xin nói là các bạn có thể sử dụng bộ cạo này và các bạn đánh bóng nó. Sau này các bạn có thể sử dụng khăn ướt, các bạn lau qua thì gần như nó cũng đã khá là mịn. Còn cái độ bóng có thể là do người ta chụp bằng điện thoại lên thì nó có thể bóng. Nhưng ngoài ra tất nhiên các bạn cũng có thể quét lên đấy một lớp keo để giữ cho nó việc là tránh tiếp xúc với oxy bên ngoài, thì tất nhiên là quả dưa của bạn có thể cũng sẽ đẹp lâu hơn. Nhưng mình nghĩ cũng không nhất thiết phải cần đến sử dụng hóa chất nhiều. Nếu các bạn làm đúng kỹ thuật thì vẫn có thể để được quả dưa với dưa tầm 10-15 ngày rồi. Đây, ở đây như các bạn thấy khi có nước lên thì gần như các bạn sẽ thấy cái độ bóng của nó. Các bạn có thể cạo nó trắng hoàn toàn rồi. Đây, bạn lau nó đi, rất là trắng. Các bạn có thể sử dụng bộ cạo để làm mịn lại của dưa một lần nữa trước khi cho nó xuất xưởng. Và đến cái phần viền ngoài này,
Phần bề ngoài này thì chúng ta có thể sử dụng ngay cái bộ xúc cơ bản hoặc là cây móc chuyên dụng. Ở đây mình sẽ làm mẫu bằng cái xúc cơ bản trước cho các bạn, sau đấy các bạn sẽ làm bằng bộ xúc chuyên dụng sau. Ở đây các bạn có thể chia cho mình là những cái ô này. Thành những ô chữ nhật chẳng hạn. Các ô chữ nhật liền kề nhau. Các bạn làm cho mình cố gắng chia thật đều. Đấy, cái này tiếp tục các bạn có thể đi cho mình cái đường viền để tạo ra cái hoa văn cho nó. Hoa văn này các bạn có thể tạo rất là nhiều kiểu hoa văn, nhưng ở đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn kiểu hoa văn đơn giản để các bạn làm vào. Mình sẽ làm mẫu cho các bạn một cái trước rồi. Và bây giờ mình sẽ sử dụng bộ cạo này. Các bạn có thể đi so lay cho mình. Mình sẽ làm nhanh cho các bạn. À, bạn hãy nhớ là gần như những người mà cắt tỉa thì còn rất là dễ bị mắc bệnh đau lưng nhé, thì cứ phải ngồi cúi làm việc, không ngồi đúng tư thế. Thank you.